Vâng, xin chào quý khán giả đài BBC. Ở UK2 vào tháng 5 tháng 2 2014, thì trong đó những người được phái đoàn Mỹ tại UK2 khuyến nghị là các tù nhân lương tâm phải được trả tự do, và nêu đích danh 4 người, trong đó là có Liễu Cai, rồi Quỷ Hà Vũ, Lê Quốc Cương và Trần Huỳnh Duy Thích. Thì theo thông tin trên mạng tôi được biết là những người như Quỷ Hà Vũ, Liễu Cai, Nguyễn Văn Hải và Lê Quốc Cương vừa rồi cũng đã được trả tự do. Thì tôi cũng rất mong là Thích sẽ được tiếp tục xem xét và tự do theo khuyến nghị của phái đoàn Mỹ tại cái UTA 2 ngày 5 tháng 2 2014. Dạ, và hiện giờ thì dạ vâng, xin lỗi ông, hiện giờ thì tình hình sức khỏe của ông Trần Huỳnh Duy Thức ra sao, và lần cuối cùng gia đình gặp ông là khi nào? Mình cái sức khỏe thì trong những tháng gần đây là tương đối ổn định, và được cái là mỗi tháng được gọi điện thoại 5 phút về gia đình, và đồng thời cũng được viết thư gửi về nhà qua hệ thống bưu điện. Thì thích là lệ thì giờ rất nhiều để viết thư cho gia đình, và đồng thời cũng nói những cái suy nghĩ của mình, những trăn trở của mình về tình hình đất nước, về những cái diễn biến đang 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 diễn biến, mà thích cho đó là một cái sự chuyển biến tích cực. Việt Nam đã tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế qua cái vấn đề Biển Đông. Vâng, và lần cuối cùng ông gặp con trai là khi nào, và nói được những chuyện gì, và cái mong muốn của ông Trần Huỳnh Duy Thức hiện nay ra sao? Ông có hy vọng là sẽ có thể là được tự do, hoặc là có thể là được đi ra nước ngoài không? Theo quy định thì gia đình được đi thăm Thích mỗi tháng một lần, và lần gần đây nhất tức là vào ngày 22 tháng 8, nếu tôi nhớ không lầm ngày 22 tháng 8, thì chúng tôi có trao đổi với Thích, thì Thích cũng được theo dõi tình hình qua hệ thống truyền hình đài HTV, cho nên cũng biết những cái sự kiện quan trọng đã đang diễn ra liên quan đến tình hình Việt Nam, liên quan đến cái mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ, rồi Việt Nam Nhật Bản chẳng hạn. Thì Thích nói rằng đây là một cái cơ hội ngàn năm mới có, là Việt Nam đã tranh thủ được sự ủng hộ ngoại giao của cộng đồng quốc tế mà đứng đầu là Mỹ, Nhật, v.v. Thì đó, điều đó sẽ dẫn đến những cái thay đổi tích cực ở Việt Nam. Thì Thích cũng mong rằng là cái tình hình nhân quyền đó, với những cái tin tức vừa đây mà các tù nhân và tù nhân lương tâm đó, như là cụ Quỷ Hà Vũ, rồi Dương Trai, rồi Lê Quốc Quân, thì trường hợp của Thích cũng sẽ được xem xét để giải quyết trong cái tinh thần là tiến tới kết thúc cái TPP giữa Mỹ và Việt Nam. Nhưng mà Thích cho rằng là đối với Thích thì mong muốn là vẫn ở lại Việt Nam để sau khi được tự do thì tiếp tục cống hiến cho đất nước, bởi vì là một công dân có trách nhiệm đối với đất nước, với cái quyền con người mà mọi người được mặc định là có, không phải xin và cũng không phải ai phải cho,
đó là có quyền phát biểu đóng góp vào cái ích lợi chung của cộng đồng dân tộc. Thì tôi cũng xin nói thêm một cái điều này. Và thức nói là qua thông tin thì biết sao là có một cái hội đồng thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao họp kỳ đầu tiên để mở ra một cái giai đoạn mới đối với việc xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm, và hội đồng này sẽ thực hiện quyền tư pháp độc lập. Tôi xin nhấn mạnh quyền tư pháp độc lập theo hiến pháp 2013 và luật tổ chức tòa án vừa có hiệu lực. Với cái thông tin này, chúng tôi cũng rất mong là sự việc của Thức cũng sẽ được sang sát lại trong cái tinh thần của cái hội đồng thẩm phán của tòa án nhân tối cao sẽ thực hiện cái quyền tự pháp độc lập đó để xem xét tái thẩm, giám đốc thẩm cái trường hợp của con tôi là Trần Quỳnh Duy Thích. Cái ngày đoàn tụ với Thích trong một ngày không xa nữa. Liên quan tới cái chuyện mà xử giám đốc thẩm chẳng hạn, thì cụ thể gia đình có biết là ông Trần Huỳnh Duy Thức đã có những cái đề đạt đề nghị đơn thư gì liên quan tới chuyện đó không ạ? Vâng, thì Thức cũng chưa biết là đã gửi đơn số này về việc bị xử án quan sai và đã bị bức cung nhục hình trong thời kỳ tiền xử án, chính xác là bị bắt ngày 24 tháng 5 2009, tạm giam tại trại B34 ở thành phố Hồ Chí Minh, cho đến ngày xử án sơ thẩm là ngày 20 tháng Giêng 2010, và sau đó phúc thẩm là ngày 11 tháng 5 2010. Thì cái thời gian tiền xử án đó đã bị bức cung nhục hình, và khi ra tòa thì những cái lời biện hộ của luật sư cũng như là những phát biểu của bị can tức là Trần Quỳnh Thức đã không được xem xét, thì đó là một cái sự vi phạm cái bộ luật tố tụng hình sự. Cho nên là trong cái tinh thần mà theo như cái hội đồng thẩm phán của Tòa Nhân dân tối cao họp vừa rồi sẽ thực hiện cái quyền tư pháp độc lập theo hiến pháp và luật tổ chức tòa án vừa có hiệu lực, rất mong rằng sự việc của Thức sẽ được tái thẩm, được giám đốc thẩm và được minh oan. Cái đó là cái kỳ vọng của dân chúng tôi, và Thức cũng mong mỏi như vậy. Và Thức nói rằng nếu sau khi trả tự do thì Thích mong muốn sẽ ở Việt Nam, được ở Việt Nam để tiếp tục cống hiến cho lợi ích chung của đất nước, của dân tộc, của tổ quốc. Vì Thích nói rằng chỉ khi nào mình bị tổ quốc từ chối thì mới nghĩ đến việc tị nạn. Còn trong trường hợp này thì Thích vẫn kiên định là vẫn muốn tiếp tục, nếu sau khi được trả tự do, cống hiến, đóng góp vào cái xây dựng một cái tương lai phát triển tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn, công bằng hơn và hạnh phúc hơn cho dân tộc và đất nước. Vâng, và tôi cũng biết là ông Trần Huỳnh Duy Thức thì cũng có vợ và hai con, thì trong những cái lần thăm đó thì các cháu có đến không và hỏi chuyện, nói chuyện gì với người cha của các cháu? Vâng, Thức thì lần nào đi thăm như thế thì hiện nay là Thích có vợ và hai cháu gái, hai con gái. Cháu thứ nhất là cháu Bảo Trâm, hiện nó đang học bên San Francisco và cũng sắp đến ngày tốt nghiệp. Còn cháu thứ hai là Bảo Tuân, thì nó đang học ở cái MIT, tức là cái trường của Đại học Hoàng gia Úc đó, ở Việt Nam. Thì tháng nào đi thăm đều cũng có vợ Thích và con thứ hai đó, Bảo Quân. Và những lần được về thăm nhà thì Bảo Trâm cũng đi thăm cha. Và Thích
rất, đối với gia đình thì rất yêu thương vợ và các con, làm những cái bài thơ tặng sinh nhật cho vợ con v.v. Những cái tháng gần đây là thích đều viết thư đều đặn, mỗi tháng 2 lần gửi về nhà, gửi qua hệ thống bưu điện. Thì trong đó thích gửi cho gia đình chính thức là cho cha và tôi, rồi các anh chị của thích, anh chị em của thích gửi cho gia đình. Thì thích đều nói về cái suy nghĩ của mình, những cái suy tưởng của mình về những cái diễn biến tích cực đang diễn ra trên đất nước. Đó là cái quan hệ với những nước như là Mỹ, rồi Nhật Bản, v.v. càng ngày càng gần nhau hơn. Thì thích cũng mong rằng với cái sự chuyển biến đó sẽ có liên quan đến cái việc cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam, như là một cái điều kiện để kết thúc cái TPP giữa Mỹ và Việt Nam. Thì thích cũng sẽ được xem xét để được trả tự do như các tù nhân khác, lương tâm khác đã được khuyến nghị trả tự do. Thì nhưng mà thích nói rằng là thích chỉ mong là sau khi được ra tù vẫn được tiếp tục cống hiến với tư cách là một công dân, với chức năng con người mặc định là có và cũng không phải sinh, là được tiếp tục cống hiến công sức nhằm vào một tương lai tốt hơn, tươi sáng hơn, thịnh vượng hơn, cân bằng hơn và hạnh phúc hơn do dân tộc và chính sách Việt Nam. Vâng, bây giờ dựa vào các cái thông tin gần đây, những người mà có tên được phía Mỹ nêu ra và yêu cầu Việt Nam trả tự do, trong đó có hai cái người mà trong danh sách họ nêu ra tại cái phiên gọi là kiểm định nhân quyền ở Geneva đấy, thì hai người bây giờ ông Cú Hiểu Vũ và ông Điếu Cày thì đều đã ở bờ đông và bờ tây của nước Mỹ rồi. Thì cái khả năng mà ông Trần Huỳnh Duy Thức nếu có được ra thì có lẽ dựa vào những cái trường hợp gần đây xảy ra, gần đây nhất là bà Tạ Phong Tần, thì có lẽ cũng lại là một cái trường hợp mà trả tự do và lại phải lên đường đi ngay. Thì nếu chuyện đó xảy ra thì ông nghĩ sao, và ông có cho rằng cái chuyện đó nó có xảy ra trong tương lai gần không? Điều này thì chúng tôi cũng mong là trong cái quan hệ ngày càng gần hơn giữa hai nước Mỹ và Việt Nam thì tình hình nhân quyền sẽ cải thiện, và việc những tù nhân lương tâm được trả tự do, chị Hà Vũ, luật sư Hà Vũ, sở nhà báo Đức Tài, Nguyễn Hoàng Hải và mới nhất đây là đó là nhà báo Tào Phong Tần vừa đến Mỹ cách đây 2 ngày. Thì chúng tôi cũng mong rằng là việc của thích cũng sẽ được xem xét và trả tự do. Nhưng mà tôi nói rằng là thích thì cho đến thời điểm mà chúng tôi gặp hồi 22 tháng 8 và trong lần thăm hàng tháng vừa qua, thì thích nói rằng vẫn giữ kiên định là mong muốn ở lại Việt Nam sau khi được tự do để tiếp tục làm những gì, với tất cả những gì có thể vào việc xây dựng một cái tương lai tươi sáng cho đất nước Việt Nam.